Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Các môn đệ đầu tiên. Gioan chương 1. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha," tức là Phêrô. Các tin mừng nhất lãm đều kể chuyện Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên, gồm hai cặp anh em ruột. Để đáp lại, họ phải bỏ nghề đánh cá, bỏ lưới và thuyền, bỏ cha mẹ, bỏ gia đình thân yêu. Đó là những điều cao quý và thân thương đối với họ. Họ chấp nhận bỏ để theo Đức Giêsu bước vào cuộc sống mới, bấp bênh hơn, phiêu lưu hơn. Bài tin mừng hôm nay cũng kể chuyện Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Không thấy nói đến chuyện họ bỏ gia đình hay nghề nghiệp, nhưng hai môn đệ đầu tiên đã phải bỏ một điều khác. Họ đã bỏ vị thầy cũ của họ là Gioan Tẩy Giả để đi theo vị thầy mới là Đức Giêsu. Con đường đến với Thầy Giêsu gồm nhiều bước. Các bước này sâu thành một chuỗi gắn kết với nhau. Bước trước chuẩn bị cho bước sau. Bước sau lại chuẩn bị cho bước kế tiếp. Lỡ một bước là làm hỏng cả hành trình. Vì mỗi bước đều có tầm quan trọng như nhau. Hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã mở lòng để dấn bước. Và Đức Giêsu cũng mở lòng để mời gọi hai ông. Như một sự tình cờ, Đức Giêsu đi ngang qua chỗ Gioan và hai môn đệ của ông đang đứng. Bước 1 bắt đầu bằng lời giới thiệu của Gioan. Lời này không dễ hiểu. Đây là Chiên Thiên Chúa.
Trước đây, Gioan đã từng làm chứng, đây là Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Dù chưa hiểu tại sao thầy mình gọi vị này là Thiên Thiên Chúa, nhưng hai môn đệ vẫn nghe và tin vào lời của thầy. Họ đã đáp lại bằng hành động đi theo Đức Giêsu. Đó là bước thứ hai. Đi theo có thể coi là bắt đầu hành trình làm môn đệ. Đức Giêsu đi trước, hai môn đệ đi sau. Không rõ họ đi như vậy bao lâu, chẳng ai nói một câu. Hai ông ngần ngại, nhút nhát không dám lên tiếng trước. Đức Giêsu có biết rằng hai người này đang đi theo mình không, hay đơn giản chỉ là tình cờ đi chung đường? Có, Ngài biết rõ hai ông cố ý đi theo mình. Và Ngài đã quay lại, đã nói câu nói đầu tiên. Các anh tìm gì? Đây là bước thứ ba, bước của Đức Giêsu. Các anh theo tôi để tìm gì? Các anh nghĩ tôi có thể cho cái gì? Câu hỏi của Đức Giêsu bắt người ta đi vào lòng mình để nhận ra đâu là khao khát sâu thẳm của trái tim. Đức Giêsu đã mở lời, bắt đầu cuộc đối thoại. Câu hỏi của Ngài đã được trả lời bằng một câu hỏi khác. Thưa Rabbi, Thầy ở đâu? Đó là bước thứ tư, biểu lộ lòng khao khát. Chúng con muốn biết nhà của Thầy, muốn thăm nhà Thầy. Muốn biết nhà Thầy vì chúng con muốn biết chính Thầy. Muốn biết rõ một người thì chỉ mong đến nhà người ấy. Các anh hãy đến mà xem. Đó là bước thứ năm. Lời mời của Đức Giêsu đáp lại lòng mong mỏi của họ. Ngài mời họ đến nhà để vén mở cho họ thấy thế giới của mình. Hai ông vui sướng đáp lại ngay. Đó là bước thứ sáu. Họ đã đến, đã xem thấy nơi ở và đã ở lại với Đức Giêsu. Có thể họ đã ở lại cả đêm để trò chuyện với vị thầy mới, ngây ngất và hạnh phúc như người khám phá ra kho tàng. Andre nhận ra vị thầy này chính là đấng Messiah. Bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Gioan Tẩy Giả, và bao giờ cũng cần những người giới thiệu như Andre. Ông đã hưởng niềm vui quá lớn đến độ vào hôm sau, ông đã lập tức đi tìm người em là Simon, rối rít khoe với em về khám phá mới. Và không cần nhiều bước, ông dẫn em đến ngay với Đức Giêsu. Philippe cũng sẽ giới thiệu Đức Giêsu cho Nathanael. Chuyện giới thiệu Đức Giêsu sẽ còn kéo dài đến tận thế. Nói chung, rao giảng tin mừng là tiếp tục giới thiệu. Không ai có thể giới thiệu Đức Giêsu nếu đã không đích thân gặp Ngài và tin Ngài. Không ai thật sự gặp Đức Giêsu và tin Ngài mà lại không muốn giới thiệu Ngài cho người khác. Thank you.
Lạy Chúa, xin hãy đi trước con và làm thầy dẫn lối. Con xin đi theo Ngài từng bước thôi. Xin hãy đi sau con và làm người bảo vệ. Con sẽ đưa Ngài đến thăm tệ xá của lòng con. Xin hãy đi bên con và làm người bạn đường. Con sẽ trò chuyện với Ngài suốt đường đi. Ngày 14 tháng 1, Thánh Marina the Elder. Thánh Marina là bà nội của Thánh Pasiuca mà chúng ta mừng kính vào ngày 2 tháng 1. Dường như Thánh Marina đã nuôi dưỡng Thánh Pasiuca, và khi lớn lên, Thánh Nhân đã không ngớt lời ca tụng việc lành phúc đức của bà nội. Đặc biệt, Thánh Nhân đã nhắc đến việc giáo dục đức tin của bà khi Thánh Nhân còn nhỏ. Thánh Marina và chồng đã phải trả giá rất đắt khi theo Đức Kitô trong thời kỳ bách hại của các hoàng đế La Mã, Galerius và Maximinus. Hai ông bà đã phải đi trốn. Họ tìm thấy một nơi ẩn náu trong rừng gần nhà. Bằng cách nào đó, họ thoát khỏi sự bách hại. Họ luôn luôn bị đói khát và lo sợ, nhưng không mất đức tin. Họ đã kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện để chấm dứt sự bách hại. Và cuộc bách hại này đã chấm dứt sau 7 năm dài. Thánh Gregory Nazianzen có ghi lại các chi tiết này. Trong một cuộc bách hại khác, Thánh Marina và chồng bị mất tất cả tài sản. Họ không còn gì ngoại trừ đức tin và lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Người ta không biết chính xác Thánh Marina từ trần năm nào. Họ phỏng đoán năm 340 và cháu nội của Thánh Nữ là Thánh Basilica từ trần năm 379. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.